mà lúc đó ổng dâng trào lên cảm hứng với chị, chị muốn kéo chị vô phòng riêng. Lần đầu tiên trong cuộc đời chị nói thiệt cho em, giống như chị lên máu sẵn hậu vậy đó. Thấy đúng là kiểu ngưỡng mộ. Tự nhiên chị giơ tay chị tán anh đó một cái bớt. Xin chào đón mọi người đến với chương trình Cát Tường 1001 câu chuyện thật. Đến với chương trình, nghe cái tên thôi là mọi người biết rồi, sẽ được lắng nghe những câu chuyện của Cát Tường cùng với những người bạn của mình, những cái câu chuyện mà gọi là bây giờ mới kể lần đầu nha quý vị nha. Và người bạn mà cùng chia sẻ với Cát Tường ngày hôm nay là ai? Xin giới thiệu với cả nhà, ca sĩ, diễn viên Miko Lan Trinh. Xin chào. Em xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả các khán giả của chương trình rất lạ. Lần đầu tiên có một trong lịch sử của showbiz đó là có một cái chương trình mà chủ sĩ mời người ta tới để mổ xẻ câu chuyện đời tư của mình. Lạ ghê. Lạ không? Dạ. Vậy mà bữa giờ ai tới đây cũng rất là thích thú. Hồi trước tới giờ khi mà đi quay với chị Tường, thực sự là lúc mà trong hậu trường nghe chuyện gì của chị Tường là cũng thấy rất là đã hết. Tại vì chỉ kể là chỉ kể thiệt mà chỉ moi hết ruột gan chỉ cho mọi người biết. Nên hôm nay biết kiểu gì đến đây là cũng sẽ được nghe mấy câu chuyện đã Chính vì em đã nghe quá trời chuyện của chị cho nên khi mà chị mời em chị bị áp lực. Chị bị áp lực, em với Sĩ Thanh làm chị áp lực lắm. Tại vì tụi em nghe quá trời nhiều. Vậy thì bây giờ mời em tới phải có cái gì đó nó mới lạ cho em đúng không? Vậy chị chắc không? Có mới không? Có, mới, chắc chắn là mới. Hôm nay chị cho em một cái chủ đề rất đặc biệt luôn. Kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề ghen như thế nào là đẹp. Em đang suy nghĩ luôn á, ghen không có đẹp. Tối qua mới ghen cái thì. Ủa vậy hả? Ghen xong hỏng hết, hỏng hư bột hư đời hết luôn. Thiệt là khi ghen mình xấu lắm hả? Là lý ra cái tới cái khâu này là chưa nên ghen. Là vẫn sẽ còn được một cái mối quan hệ mập mờ. Tự nhiên ghen banh luôn. Ghen cái banh luôn. Bởi vì mình phải kềm chế cái thắng tụi mình nóng quá Miko. Rồi giờ là chị sẽ dạy cho em. Không, kể câu chuyện chị làm sao dám dạy. Chị chỉ kể câu chuyện lại của chị thôi, để mà mình có thể là rút tỉa thêm những cái kinh nghiệm. Chương trình chị là muốn hướng nhắm tới những cái đối tượng như là con chị vậy đó, để giáo dục con chị mà. Đó, thật ra là bây giờ chị sẽ kể cho em nghe những cái lần mà chị đã ghen mà nó ấn tượng ha. Rồi theo em xem là chị làm như vậy là đúng hay sai. Mà không phải là, vấn đề cũng chẳng phải đúng sai nữa. Ghen mà còn đúng sai gì nữa, có biết gì đâu. Không, có khi đúng. Tại vì em thấy trên mạng những cái trường hợp mà bây giờ mọi người hay lên án tiêu xê rồi trà xanh nữa là sao? Bây giờ có một cái thuật ngữ gọi những cái bạn mà chuyên đi vô những cái mối quan hệ mà đang có sẵn á, mà mình muốn chinh phục người trong đó đó, gọi họ gọi là trà xanh. Trời ơi, chị không có cập nhật được, bởi vì giới trẻ bây giờ nhiều cái ngôn từ, nhiều cái từ lóng, nhiều cái thủ mới, thuật quá. Mới lắm. Chị Tường không có hiểu, nhưng mà cái chủ đề mình không phải là như vậy. Chứ mình ghen không phải là ghen người thứ ba hả? Thì ghen đúng rồi, phải có cái chuyện gì xảy ra mới ghen chứ. Rồi. Lúc trẻ trước đi ha. Rồi. Lúc đó chị nhớ là chị ở Vĩnh Long. Lúc đó chị quen với cái anh đó là một cặp đôi cũng rất là đẹp đôi ở dưới Vĩnh Long luôn. Ở dưới Vĩnh Long nó có một cái vũ trường, gọi là cái vũ trường Vĩnh Trà. Cái thời đó là rất nổi tiếng ở dưới Vĩnh Long. Mà thường thường ví dụ Vĩnh Trà là khoảng 9 giờ là bắt đầu là lên nhạc. Khoảng 11, 12 giờ đêm là về rồi. Ở dưới quê mà. Cái thời chị mới có 19, 20 thì nó chắc cũng lạ lắm chị ha. Nó cũng khác giờ lắm nó chị ha. Nó cũng bình dân lắm. Chơi nhạc tua đó em. Rồi rồi. Cha 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 cha. Vậy đó. Cha cha cha. Vậy đó. À, vũ trường kiểu đó đó hả? Vũ trường nhạc tua đó. Chị quen với cái anh đó nhưng mà chị chơi với cả giống như là anh em của anh đó luôn. Rồi. Có nghĩa là anh đó anh có một cái người anh trai cũng rất là ga lăng, rất là điệu nghệ, thích đi vũ trường. Thì hai anh em nhà đó quen với hai người đẹp nhất của Vĩnh Long, là chị và cô kia. Với một cái cô kia. Rồi. Cô kia cũng là hoa hậu Vĩnh Long thời xưa luôn. Đó, nói chung là ngu tầm ngu mã tầm mã. Thì cái câu chuyện ghen đó là như thế này, là coi như chị là cái anh đó là một cặp đôi là cũng đã nổi tiếng rồi. Thì bây giờ chị không có nhớ là lần đó là vì cái gì, nhưng mà chị nghe đồn là cái anh này ảnh đang mê một con nhỏ, mà con nhỏ này dạng kiểu giống như là con gái mà làm trong quán bar, trong trường. Mà nghe đâu nghe đồn là con nhỏ này đẹp lắm. Mà bữa hôm đó là cái buổi tiệc gì đó thì chị với cái anh trai của người đó với cái chị bạn kia là đi vô vũ trường chơi. Thì thường thường đi là đi gia đình, nó đi cả hộ gia đình vậy đó. Thật ra đi nhưng mà trong lòng mình đâu có vui, tại vì mình đang thường thường đi là đi hai cặp, nhưng bây giờ là cái nhân vật của mình là đang bỏ bê mình rồi, thì không biết là vì lý do gì. Thì lúc đó nhạc chị nhớ là bài nhạc cha cha cha, mà lúc đó em phải hình dung nha, chị là mới 17-18 tuổi thôi nha, coi cái ghen của cô gái mới lớn nè. Thường thường chị lại là nhảy chung với anh trai của bạn trai chị. Rồi. Nhạc lên, hai anh em ra cha 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 nhảy 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 nhảy. Thì tự nhiên đang nhảy, ngoài cái cửa, mở cửa ra bước vô bạn trai chị dẫn cái con nhỏ đó vô. Trời ơi,
Ủa nhưng mà bạn trai chị sẽ không ghen khi mà thấy chị nhảy với cái người anh đó hả? Không, anh ruột mà, trong gia đình, coi như là gia đình mà. Thoải mái đúng không? Thoải mái. Rồi. Lúc đó trời ơi, chị thấy bước vô chân chị nó quýu lại trơn, nhảy gì nổi nữa. Bất ngờ. Ừ chứ bình thường chị nhảy cha, chị cũng búng dữ lắm, búng dữ lắm. Búng rồi xoay rồi te rồi dữ lắm. Mà chị cũng ráng sĩ diện, ráng nhảy hết cái bài đó với ông anh, xong hai người đi vô bàn. Thì bình thường là ngồi chung, cả gia đình ngồi chung, nhưng bạn trai chị ngồi bàn khác, đi với một nhóm bạn nữa. Trời ơi. Ngồi bàn khác. Bài nhạc sao hai đứa đó ra nhảy em. Có thấy chị không mà sao tỉnh vậy? Thấy mà cố tình. Thật ra chị 18 thì bạn trai chị cũng mới 21 à, 20 21 tuổi cũng con nít mà. Nhưng mà chắc cũng là muốn chọc tức chị hay là sao thì giờ chị cũng không biết. Nhưng mà đưa cô đó ra cái beat ra nhảy luôn. Trời ơi đây em chị nói thiệt cho em, giống như chị lên máu sản hậu vậy đó. Hai chân chị nó lạnh hết cho mà nó yếu như nào. 19 tuổi em biết là máu sản hậu mà. À 19 tuổi á. Tức mà tức bừng bừng luôn, cái chị không biết làm sao luôn. Mình cũng là dạng người nổi tiếng dưới quê mà, mình cũng có nhan sắc, mình là nữ sinh duyên dáng của trường mà, hát hay học giỏi. Cái tự nhiên mình giận quá trời mà lúc đó không có kềm chế được em, tự nhiên cái máu ghen, cái máu quặn thương rồi nó nổi lên. Rồi chị quýnh lộn đó luôn hay sao chị? Không, quýnh lộn thì không có. Đố em biết chị làm gì? Ra dằn mặt một cái hả? Không, chị cũng nhát lắm. Ra ôm ông đó hung một cái. Đi. Ủa vậy nếu mà em làm vậy hả? Em đi ra em lườm hai đứa đó một cái rồi em bỏ đi. Đó em hiền lắm. Bỏ đi rồi thí dụ như bỏ đi rồi em mong muốn điều gì? Thì thôi luôn á chị. À là thôi hoặc, luôn. Hoặc là nó phải chạy theo em. Còn nếu mà nó không chạy theo em là coi như đi luôn. Coi như đi luôn. Coi như đi luôn. À. Còn nếu mà nó vẫn nhảy tiếp là nó để cho em đi thì thôi hiểu rồi chứ còn gì nữa. Vậy là mình sẽ bị tổn thương và thất thủi ra về. Nếu mà sau này á, ổng sẽ gọi điện, ổng sẽ nói em ơi thế này kia thì lúc đó mình mới bắt đầu mình bật chế độ chửi. Hãy xem đây, cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Bẻ gãy sừng trâu. Điên máu điên, nó điên, nó bơm lên tới não không còn biết cái gì. Thưa là bà làm gì đó? Chụp cái ly bia trên bàn. Ném thẳng ra cái hướng hai đứa đó đang nhảy. Chang! Tất cả mọi người ở trên sàn đứng yên, đứng hình hết, không hiểu tưởng có quýnh lộn. Miễn văng tới tung, đèn bật lên hết. Trời đất ơi, ghê quá. Lúc đó mình cũng sợ chứ bộ. Mà lỡ chị ném xuống dưới đất mình nó văng lên rồi sao? Nói thì chung là như đó, vậy nó hơi bị sát thương. Nhưng mà lúc đó ghen quá, bừng bừng có biết gì nữa đâu. Hay chứ, thấy đúng là kiểu mảnh hổ. Mạnh là mọi người đứng như bắt đầu nhìn giáo giác coi là ai á, tại vì người ta cũng đâu biết chị. Cái người anh trai đó xử lý rất là hay, ảnh mới ngoắc bảo vệ tới cho tiền để mà ra lấy cái xẻng ra quét hốt vô. Thì không có gì thì bắt đầu khoảng 5 phút sau thì nhạc bắt đầu lên trở lại, giãn lại. Còn hai người kia chắc sợ xanh mặt. Và lúc đó thì không biết con nhỏ đó chạy đi đâu mất, và bạn trai chị qua ngồi bên cạnh chị. Oh my god, trời ơi. Ủa rồi chị không chửi không câu nào luôn? Không, lúc đó nói gì nữa, lúc đó sợ mà. Lúc đó... Ủa cái kiểu này kiểu là dằn mặt mà kiểu giống như là khẳng định đó, người đó là của tôi, xong mà anh về bên tôi là coi như anh ngoan ngoãn là. Chị chỉ nhớ là bàn tay chị nắm cái tay chị vậy nè. Mà cái tay chị lạnh, thiệt là lạnh luôn. Cái bạn nó bóp cái tay chị vậy nè. Để trời mà... cảm xúc ổng sao ta? Lúc đó ổng sao ổng ta? Không có ngờ. Mà lúc đó ổng dân trào lên cảm hứng với chị. Chị muốn kéo chị vô phòng riêng hay là ổng kéo chị vô phòng riêng? Điên quá. Hay là ổng cũng sợ? Ông lúc cũng đó sợ. 17-18 tuổi tình ta trong sáng lắm bà. Ở đâu mà 19-21 thiệt đâu đó. Chưa, lúc đó mới ở Vĩnh Long hà. Đã lên Sài Gòn đâu. Nhưng mà ý em thắc mắc là người đàn ông đó là tự nhiên cũng đang cảm thấy rào rực hừng hừng hay là đang cảm thấy rất là sợ hãi ta? Chắc là sợ hãi. Sợ là chị làm cái gì đó nó ghê gớm hơn nữa nên là phải qua ngồi gần chị để trấn an rồi chị. Rồi mối tình đó còn kéo nó dài hơn không? Kéo dài thêm nữa, nhưng mà mình chỉ kể cái đoạn ghen thôi, còn kéo dài sau đó nữa. Có nghĩa là sau này không vì chuyện đó mà chia tay đúng không? Không, không, không. Đó là mối tình đầu của chị đó. Wow. À, thì lúc đó quá ghê gớm đúng không? Chốt lại như vậy cái đó là ghen đẹp không? Chắc chốt. Không. Không à? Không, em thấy hay chứ. Em thấy có một cái gì đó kiểu dằn mặt. Có nghĩa là dằn mặt mạnh hơn em. Em là đi ra nhìn một cái là cũng dằn mặt, nhưng mà nó có một cái sự là đỡ bị quê với mọi người. Còn chị là dằn mặt kiểu mạnh luôn, là cảm xúc nó dâng lên tột độ. Đây đây nè, cái lần này nữa mới là mới lại nè. Có nữa hả? Lên Sài Gòn, lúc này lên Sài Gòn nha. Chị quen với cái bạn đó. Thì bạn đó đó là chị bực mình lắm, là bạn đó hay đi chơi lắm. Nhưng mà sau này chị suy nghĩ lại là không phải bạn đó có con gái, mà bạn đó là mê đi thuật bi da. Nhưng mà cứ bỏ chị một mình hoài à. Chị ghen lòng ghen lộn. Và cái bữa đó là đỉnh điểm giọt nước tràn ly á, là chị đi kiếm bạn đó hoài luôn mà kiếm không ra.
chị tức, chị gọi điện thì không bắt máy chị. Chị xách xe chị đi quần quần chị đi tìm. Thì mà sao cái số chị hên lắm em, cứ mỗi lần mà chị đi bắt ghen á là khi nào cũng tìm ra được đúng chỗ. Mà trong khi hỏi em cái thành phố nó bao la mênh mông vậy đó, mà chị chạy sao tới ngay đúng cái chỗ chị đang chạy, chị thấy chiếc xe bạn chị đậu đó luôn. Chị tấp vô, khi mà chị nhìn vô á thì chị thấy là bạn đó đang thục pizza. Nhưng mà em biết thục pizza thì bên cạnh cũng có mấy cũng cái cô mà cô mà làm gì chù lơ gì đó. Hiểu không? Rồi. Máu xăng hậu bơm lên nữa. Máu xăng hậu bơm lên nữa. Máu xăng hậu bơm lên nữa. Trời lần này là cái gì trời? Lần này vô hả, bẻ gậy hả? Trời ơi chị, cái bắt đầu chị mới đứng ở ngoài gọi điện, bạn chị không bắt máy. Thầy không bắt máy từ chiều giờ rồi. Cái chị đứng ở ngoài chị kêu tên bạn đó. Anh! Kêu lớn nha. Thì bạn chị giật mình nhìn ra. Nhìn ra làm gì nè. 5 phút. Trời ơi. Ổng làm vậy là đúng á. Ổng làm vậy có nghĩa là ổng không có làm gì sai trái. Khi mà chị tới là ổng không có giật mình, không có gì hết, kêu đợi 5 phút chơi xong cái dáng này đã. Nhưng mà em phải hiểu lúc đó là có con gái đứng xung quanh nữa. Ổng không có nghĩ là chị đang ghen nó như vậy. Chị nghĩ là ôi vui quá, tự nhiên cô này có tìm thấy mình. Như có lần em cũng đã trong tình thế ngược lại rồi. Đó. Ai bạn trai tôi để ý nha, hễ mỗi lần mà tay chân tường mà lạnh á mà toát mồ hôi ra là biết lúc đó là ghen dữ lắm luôn. Giờ đang có ai không? Hả? Giờ đang có ai không? Kể chuyện xưa mà. Nó giật mà giật từ trong xương sống nó giật ra. Em chưa hiểu cái cảm giác đó đâu. Mình đứng yên nha. Mà cái xương sống chị nó giật bạc 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 cái tay chị như nè. Gì trời. Chị ghen ghê lắm. Ghen mà có thể té xỉu được á hả? Không, không có xỉu. Nhiều khi là cái răng chị nó cọc lại luôn á. Trời ơi mà em biết cái thời gian 5 phút chị ghét nhất là cái sự chờ đợi. Rồi. Em biết cái 5 phút đó nó trôi qua nó như thế nào. Mà có chờ 5 phút không? Đứng chờ 5 phút. Trời ơi. Bạn trai chị rất là vô tư. Trời. Tạm biệt tụi bay. Bước ra khỏi quán, bước tới chị. Đố em chị làm gì? Chị quýnh ổng chứ làm gì trời. Hay là chị phải đập đồ hay là phải gì đó gào thét. Không, đập chị là không có thói quen đập đồ. Ngu sao đập đồ. Ngu sao đập đồ. Ngu sao đập đồ. Đập đồ tốn tiền mua. Rồi. Tự nhiên lúc đó lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời. Tự nhiên chị giơ tay chị tán anh đó một cái bóp. Không biết làm sao mà lúc đó lại làm vậy được. Đúng là thiệt khùng điên. Thì cái khoảnh khắc mà cái tay chị mà vừa chạm vô cái mặt ảnh một cái bóp một cái là chị tỉnh à, sợ. Sợ liền. Chị sợ người ta quýnh lại mình á. Chị sợ người ta quýnh lại mình á. Mà sao mà quýnh lại đàn ông được. Thứ nhất là mình hổn. Thứ hai là mình sai. Thứ ba mình dữ quá. Chị khôn lắm em. Vừa tán một cái bóp cái bắt đầu chị không biết, chị sợ người ta phản ứng lại. Cái chuyện như chị khóc như mưa. Cái này là chiêu của đàn bà. Cái gì là mình hung hăng xong là mình phải làm cho mình yếu đuối liền. Chúa. Chị bang bang ra ngoài đường. Xe không mà em. Chị đi ra ngoài đường. Thì lúc đó anh đó anh quảng quá, anh sợ chị bị xe đụng. Ổng quên đau. Ổng quên đau, quên giận, quên gì luôn. Là ông chiêu lắm nha bà Tường. Ổng chạy ra, ổng níu chị vô rồi, anh xin lỗi, anh có làm gì đâu, anh gì tính vậy. Em liền nói, thôi sáng giờ em điện thoại anh không nghe. Năn nỉ, lật kèo lại. Cuối cùng là mình không có tội gì hết trơn á. Thôi lên xe anh chở về. Năn nỉ lên, cái chở mình đi ăn uống cái bình thường. Cái hồi đó cười hè qua câu chuyện đó luôn. Trời ơi, lần đó về rút kinh nghiệm em sợ. Đó là lần duy nhất nhiều vũ lực mà chị có một cái sự gọi là tương tác thì ghen tuông mà có sự tương tác ảnh hưởng đến đối phương. Chứ chị á là hồi xưa đến giờ chị ghen là chị toàn tự làm tổn hại bản thân. Ngu vô cùng luôn. Cho nên ngày hôm nay tại sao mà chị nói cái chủ đề này chị rất là tâm huyết. Mà chị nghĩ em chắc cũng có nhiều khi tương tự với chị là tụi mình ngu. Có những cái thân thể này là cha mẹ mình sinh ra. Đúng không? Làm gì thì làm, yêu không được người này yêu người khác. Cái gì đâu mà ghen tuông mà đến lúc nhiều khi mất cái tỉnh táo. Rồi có những cái hành động nó không đẹp. Mà bây giờ mình lại là người của công chúng nữa. Cho nên bây giờ càng lớn rồi á, nó vẫn ghen theo năm tháng. Nhưng bây giờ mình làm sao cái ghen mình nó phải văn minh, phải lãng mạn, phải cay độc. Phải lãng mạn, phải cay độc. Rồi giờ chị tìm ra được công thức chưa? Chưa. Là sao văn minh lãng mạn mà cay độc mà thâm thúy, làm giống như mấy cái cung đấu vậy đó hả? Không, chị chắc chị làm được á. Chị không biết. Chị càng ngày là đây nè chị ngu lắm. Chị kể câu chuyện này nha, để mà con chị cũng vậy, có coi là đừng bao giờ bước vào cái bến xe đổ của mẹ chị. Hồi đó chị ngu lắm. Chắc người này là mọi người đều biết, một mối tình đẹp của chị ở thời sinh viên trường sân khấu điện ảnh rồi. Dài. Không biết bạn chị nhớ không nữa, mà đó bạn đó lúc trẻ mà lúc lên trường sân khấu là đã 20 tuổi rồi. Thì bạn chị cũng rất là trẻ, có cái tật là hút thuốc. Bình thường không hút, mà giận hờn gì với chị hay là ghen tuông gì với chị là hút thuốc. Mà cứ giọng thứ con đít rất kỳ lắm. Giọng thí dụ mà chị dặn em là anh không được hút thuốc nha, thì bình thường nó nghe lời mình. Nhưng mà mỗi lần mà nó muốn chọc tức mình hay bực mình gì á thì cái là nó lại trêu ngươi mình, nó lấy ra nó làm. Đồng ý không? Rồi. Hôm đó đó là hình như lúc đó là
bạn chị ghen ngược lại với chị hay sao á, mà bạn chị ghen chị cũng không có văn minh. Rõ ràng cả đàn ông lẫn đàn bà luôn, khi ghen là không có ai giữ được bình tĩnh hết trơn á. Và có nhiều khi là khi ghen mình đã làm cho cái hình ảnh của mình nó không có đẹp. Hồi đó em có biết là cái chìa khóa xe đó làm những cái hình thẻ chụp mình gắn 6 tấm hình, 6 miếng hai mặt. Rồi, gắn vô cái chìa khóa xe. Thì cái chìa khóa xe của bạn chị á là gắn hình của chị. Rồi. Cầm nguyên chùm vô cái khe chọi vô mặt chị em. Bạn chị ghen chị gì đó. Nhưng mà thật sự là không có chọi thẳng vô cái bản mặt, mà chọi cỡ đây nè, chọi đây nè, rớt xuống nè, nhưng mà rất làm tổn thương mình luôn. Bình thường đi học về là bạn trai chị chở chị về ký túc xá. Bữa đó bạn trai chị đi luôn em, không chở chị. Xong bạn đi đó sau khoảng 5 phút á, cái bạn đó suy nghĩ ân hận hay sao đó, bạn đó quay trở lại. Mấy câu chuyện của chị lúc nào cũng có kết hậu ha, cái kết không hậu. Dám hậu đâu, tại vì nghe nó có vẻ là vẫn còn nữa thì nó đỡ à, sao chứ quay lại bạn sao? Đó quay trở lại nói là lên xe chở cho về lần cuối. Vậy là có hậu rồi, có nghĩa là một người cũng biết lo cho cảm xúc của mình. Cái chị cũng leo lên xe ngồi sau lưng khóc như mưa, từ đó đi về tới nhà khóc không à. Giống như là bạn ghen rồi cái bạn bực mình á, cái bạn chọc tức. Nhưng mà ghen đúng hay ghen sai, lúc đó chắc chị cũng đang lung tung với người ta đúng không? Em nhớ rồi. Rồi ok. Em vừa phải thôi, em phe chị hay là em phe ai vậy? Em đang chặt mặt chị. Từ chị kể thôi, không có ai mà ghen sai hết á. Rồi sao nữa? Xong lúc đó bạn đã bắt đầu lấy thuốc ra hút. Cái chị điên máu lên. Chị ngu. Rồi, tới chị điên. Rồi, tới chị điên. Tới chị điên. Lúc đó tự nhiên chị tới, chị giật cái điếu thuốc trên cái tay của anh đó. Rồi. Cái chị chấm vô tay của chị. Trời ơi trời. Mẹ bây giờ còn thẹo nè, coi đi. Trời ơi trời ơi trời. Đây là một cái việc làm ngu dốt nha quý vị nha. Và các bạn trẻ đừng bao giờ làm như vậy. Tường không có hút thuốc. Thí dụ sau này mình quen những mối tình khác á, ai nhìn vô cái tay mình á, giống như ta nghĩ mình chắc dân ăn chơi, chắc là hút thuốc rồi nè, mờ xịt ra mà. Nhưng mà sao chị nghĩ vậy? Không liên quan, có thêm bị chày nhiều cái mà bây giờ chị vẫn nghĩ vậy luôn hả? Mỗi lần mà chị thấy ai nhìn vô cái tay chị là chị ngại à. Giống như cái đó là một cái quá khứ mà nó không có đẹp của mình á. Nhưng mà cái lúc mà chị chích vô cái chị có cảm giác là nó đau, nó nóng. Nhưng mà chị phủi đi liền à, mà sao nó dính hay vậy á. Lúc đó là bạn trai của chị ha, là chạy đi mua mỡ trăng, mỡ đồ về xoa cho chị rồi lum la, là hết ghen luôn á, hết giận luôn á. Là rõ ràng mình ngu không? Nếu đây là chương trình giáo dục thì em xin hướng theo ý của chị Tường. Nhưng mà nếu mà là trong cuộc đời, trong cuộc sống thì có khi mình cũng phải hy sinh những cái nhỏ nhỏ để mình có được những cái lớn hơn, đó là tình yêu. Em nghĩ vậy đúng không Tường? Đúng. Thường mình coi những cái phim, mình thấy tới cái đoạn mà hai bên đang giận nhau thì thường phải có một đứa bị xỉu hay là vô bệnh viện thì đứa kia đó bắt đầu nó quan tâm rồi nọ mới nói lại tình xưa. Chia tay cũng đau khổ lắm chứ bộ. Thật sự là khi mình lúc đó mình làm như vậy vì mình suy nghĩ chưa có tới. Nhưng mà sau này chị lớn lên thì chị lại nghĩ là không cần thiết phải như vậy em. Mình ghen quá mình sẽ lồng lộn lên. Thứ nhất là cái về cái ngoại hình mình là xấu nè. Rồi sau đó mình sẽ đánh mất đi cái giá trị của con người mình nè. Tại sao phải như vậy? Tại vì khi cái người đàn ông nào mà họ đã làm cho mình bị tổn thương, làm cho mình ghen tuông là họ đã không trân trọng mình rồi. Đúng rồi. Đồng ý không? Đúng rồi. Tự nhiên em đây là chị phát sinh nha. Dạ vô lên. Tại vì hồi nãy em nói cái vụ mà ghen mà hư bột hư đường. À. Chị cũng có câu chuyện vậy luôn. Đây. Là vì chị nóng quá, mình bộp chộp quá mà nó hư bột hư đường. Ví dụ có những cái mối tình nó đang rất đẹp. Cái tình đẹp chưa chắc là tình yêu nha. Mà cái tình đẹp là cái tình mà đang tia nhau á. Ai rồi. Ước gì có những người hiểu. Rõ ràng là mình có những cái khái niệm như vậy mà tại sao người ta không có công nhận ta? Cứ phải rõ ràng rành mạch ra làm gì, quá mệt mỏi luôn. Nhưng mà tại ghen cái xong hư hết trơn. Đúng, là tại vì có những lúc mình biết như vậy nhưng mà sau đó hối hận em. Tại vì lúc đó mình ghen quá. Chị sống đến từng tuổi này chị nghĩ đôi lúc tình yêu chưa gọi là mãi mãi nha. Đúng không? Đúng. Nhưng mà có những cái giai đoạn, có những cái cảm xúc nó còn đã hơn tình yêu nữa. Đó là cái cảm xúc là khi mình quan tâm đến một ai đó, nhớ nhung đến một ai đó và mình đang tia một ai đó. Và cái đối tượng đó mình cũng chưa nắm chắc được rằng là họ có đang tia mình hay không. Một cái cảm giác vừa tức, vừa tò mò, vừa trời ơi, hiểu không? Trời ơi. Cái mối quan hệ này chưa được công khai, chưa được cả hai, chưa được xác nhận. Không luôn. Chưa được xác nhận. Đúng rồi. Cho nên á, mà những lúc đó ghen á là mình bị tổn thương lắm. Trời ơi, tại vì sao? Mình ghen với tư cách gì? Mình đâu phải bạn gái của người ta đâu mà mình ghen. Nhưng mình không ghen là không đúng. Rồi chị làm gì? Có một lúc chị không kềm chế được thì chị bộc phát luôn. Cụ thể ha, đôi lúc người ta chỉ là một cái con người phóng khoáng, thoải mái. Tại vì những cái đối tượng mà chị đang tia á là nhỏ hơn chị không mà, thường là trẻ hơn chị không mà. Yes. Tại vì cái cặp mắt của chị nó không có chịu già theo cái tuổi. Lúc trẻ cái mẫu người lý tưởng của chị á là đẹp trai, cao ráo ha, hơi thư sinh một chút xíu, tóc tai là phải cao ráo gọn gàng. Cái style này của Tường lúc Tường còn là con gái mới lớn, và đến bây giờ 40 mấy tuổi cái style Tường vẫn không thay đổi.
Sao em nghĩ sau này em cũng y chang chị, giờ em cũng bị y chang vậy. Khổ. Bình tĩnh uống miếng cà phê coi nè, tự nhiên mắc cỡ quá à, thiệt luôn. Thiệt, thiệt luôn á. Dạ em biết sao không, cái người bạn mà chị đang tia đó là lịch sự quá. Thì có một lần chị nhớ vậy nè, vô cái nhà hàng quán ăn là tại vì cái quán ăn đó nó dở, thì anh bạn chị mới gấp cái món ăn đó đút cho cái bé phục vụ là em ăn đi. Cái gì, cái món gì mực gì chiên giòn mà dạ, nó lặt nhách lặt nhơ hả? À? Mà chị ghen. Ghen. Người ta có lý do mà. Chứ không phải là... Chị chỉ nói là lịch sự cần đúng chỗ, không có cần thiết phải lịch sự quá. Thì bạn nó giải thích. Nhưng mà có một cái sự việc mà nó cũng hơi... Chị nghĩ là làm cho cái câu chuyện của chị nó không còn đẹp nữa là... Chị để ý bạn nó nhiều quá. Thì bạn nó để ý đến ai mình cũng bực. Mà thậm chí có thể là bạn nó không phải để ý mà do mình nhạy cảm thôi. Hiểu không? Chị nói lên luôn là tại sao lại như vậy với chị. Sao người ta đã nói sao? Trời, cái chuyện này nó mới tin với tôi, mới tối hôm qua với tôi luôn. Rồi sao chị? Hai đứa sượng với nhau luôn. Sao cái bạn có kiểu từ chối không? Bạn có nói là cũng không, chưa có gì với chị này nọ. Nhưng mà cái khi mà chị bung lên luôn á, thì bạn đó đã làm một cái việc tổn thương chị. Sau đó thì chị chỉ nhắn tin, chị nói là bạn đã làm tổn thương chị. Khoảng 2-3 ngày bạn đó có nhắn tin mà hỏi là chị ghét bạn đó lắm phải không? Chị nói không, mình chẳng là cái gì hết trơn mà ghét cái gì, hiểu không? Cái khó của người phụ nữ mình vậy nè, ghen. Nhưng mà họ phải cho mình cái vị trí gì để mình ghen. Cái này mình không có phải ghen, nhưng mà chị tiếc. Đáng lẽ lúc đó chị bình tĩnh hơn, chị nghĩ kệ nó đi, vui thôi mà. Bạn muốn để ý ai bạn để ý. Biết đâu mình cứ thoải mái đi, trong những cái buổi tiệc mình pha bạn đó luôn, mình cứ lo chơi với bạn bè mình, nhiều khi vậy người ta lại để ý đến mình. Nhưng phụ nữ mình ngu ở một cái chỗ nè, khi mình để ý ai rồi, mình thích ai rồi á, thì mình hay xoay về cái hướng người đó quá, làm cho người ta thứ nhất cảm thấy nhiều khi chảnh, thứ hai cảm thấy khó chịu, thứ ba cảm thấy ái ngại, và mình hơi bị men quá, mình thiếu yểu điệu thục nữ. Đôi lúc á là mình đã làm cho người ta cảm thấy là sợ luôn. Nhưng mà chị của chị là cái người đó cũng có quan tâm tới chị thiệt. Có quan tâm. Đó thấy không? Có một cái vị trí gì rồi, giữa hai người rồi. Không còn phải. Có những cái câu chuyện khác là nó còn trong tình trạng mập mờ. Xong cái tự nhiên mình ghen, xong bên kia sẽ thấy là ô cô này tạo cho tôi áp lực quá, hết vui rồi. Thì đó, chị làm như vậy mà. Có nghĩa là chị mối quan hệ là quan hệ bạn bè thôi. Nhưng mà tự nhiên chị ghen, chị lộ ra mặt luôn. Thì lúc đó cái bạn nó phản ứng lại là chị là cái người đó đâu có luôn. Cái gì đâu mà chị ghen như vậy. Thì đó chị bị tổn thương. Giống em rồi. Chị bị tổn thương, chị khóc quá trời luôn. Mấy ngày chị khóc quá trời luôn. Nhưng mà được một cái là sau đó cái bạn đó đã xin lỗi chị. Thế thì cũng không phải là nặng nề lắm. Rồi em sao? Em kể nữa hả? Trong thôi cái kể đi. Chương trình này là thôi kể mà. Nó cũng làm cho câu chuyện chị nó sống động hơn. Không được chị, ví dụ như chương trình này có con chị coi thì cũng sẽ có những người nhà của em coi mà cái mối quan hệ nó còn mập mờ quá đến. Nhưng mà giờ bây giờ quay lại cái chủ đề là ghen như thế nào là đẹp. Theo em nghĩ ghen sao là văn minh và đẹp? Em nói không biết đúng ý chị Tường không, nhưng mà em đang suy nghĩ như nè. Cái người mà đàn ông mà đàng hoàng á là sẽ không làm cho mình ghen. Đúng không chị? Tại vì em đang có một mối quan hệ 5 năm. Đó, 5 năm. Quen nhau 5 năm. 5 năm là với người này rất an toàn và lâu rồi em không phải đi ghen mấy cái chuyện lặt vặt như vậy. Em cảm thấy thoải mái. Đó là từ ở ngoài khách quan, còn từ phía chủ quan của mình thì em nghĩ là nếu có thể thì phụ nữ chúng ta không nên ghen. Sao vậy? Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nếu mà em nói phụ nữ không ghen là sai. Tại không vì... có người phụ nữ nào mà không ghen hết. Ghen như thế nào thôi. Có những người em thấy á, là khi chồng và bạn trai của họ có thể là ngoại tình thì họ vẫn kéo người đó về, họ giải quyết cái mối tình đó. Nhưng mà đối với em là nếu như mà người ấy đã có người khác, đã phản bội em là coi như bay luôn, chia tay luôn. Nếu mà thật sự người đó không còn thích mình nữa thì mình ghen á, nó chỉ hư chuyện, hư bột. Nhưng mà thật ra đó là lý thuyết thôi Miko. Vì trên thực tế mà ai cũng đầu đen máu đỏ hết á. Cái lúc đó máu nó bơm lên não không có kịp và nó sẽ phừng phừng dữ lắm. Đương nhiên trong cái cuộc đời của các bạn thì lúc nào cũng sẽ có những cái cảm xúc ghen tuông. Chị dám chắc chắn luôn, ai cũng sẽ có một những lần ghen trong đời. Giờ ghen mình làm gì? Vậy đã đẹp nè. Mình có thể gặp trực tiếp. Mình có thể ba mặt một lời. Tình yêu đối với chị là một cái gì đó nó tự nguyện. Ba mặt một lời là ám ảnh lắm luôn Tường. Chị phải suy nghĩ kỹ đi. Ba mặt một lời mà trong cái buổi nói chuyện đó chị với người đó mới nói chuyện thôi mà chị đã khóc rồi. Chị khóc như mưa. Mà bây giờ ba mặt một lời mà lỡ nó nói một câu gì đó vô đầu mình mà mình toàn là những người cảm xúc. Sau này ám ảnh cái đó luôn á. Có nghĩa là hễ mà mình cảm thấy mà ghen
là mình dẹp luôn. Chứ mình đừng có giải quyết, hãy để cho người đàn ông đó giải quyết đi, chứ mà tôi giải quyết bất cứ cái nhưng gì. Nhưng mà nhìn nè, có những cái ghen lớn thì có thể như vậy. Nếu như cái việc người đàn ông đó làm, cái người yêu mình làm là nó quá xúc phạm đến mình, kiểu như là bắt cá hai tay hay là ngoại tình rồi á, thì mình mới dẹp luôn. Nhưng mà trong cuộc sống có những cái nó nhẹ, ví dụ nhỏ nhỏ thì mình cũng phải ghen cho nó thêm gia vị của tình yêu. Thì mình phải nói chuyện. Đó thì chúng ta nên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Và đặc biệt đừng bao giờ làm những gì tổn hại đến bản thân của mình. Đó là đối với Tường kinh nghiệm. Nghe nào y, nghe mẹ nói nha con nha. Đó là những cái gì nó ngu dốt nhất. Đừng có vì một cái thằng đàn ông nào mà tự nhiên mình lại làm cho mình cái này cái bị gì. Cắt hồi xưa chị hồi xưa chị còn hay đập đầu vô tường nữa chứ. Nói mà bạn trai không nghe hả, giờ kêu đi không đi, đập cái bóp cái nó sợ quá nó đi điên dễ sợ điên luôn. Bởi vì giờ già bị đau đầu. Hình như chị làm rồi, nguyên cái chương trình này chị để dạy con chị thôi. Đúng, chương trình này làm để dạy con. Chị sợ bé, tại vì bé nó bắt đầu yêu rồi chị sợ. Đúng làm rồi, gì giống mẹ. Đúng rồi. Na Uy khá hơn chị nhiều. Không, bây giờ có tụi trẻ đó, nó văn minh hơn ha. Mà nó thông minh hơn, nó không có như ngu dại dột như mình đâu. Hỡi các con nè, cái thân thể đẹp đẽ của mình là ba mẹ mình sinh ra, đúng không? Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới ra cái vóc dáng hình hài như thế này. Mình phải yêu thương bản thân mình. Không có gì một cái thằng đàn ông nào mà để mình đi hủy hoại cái bản thân mình hết. Đó là một cái sự ngu dốt. Đó, mình phải làm sao cái level mình nó cao lên, ghen nhưng phải sang chảnh lên, phải đẹp lên. Ví dụ mình cảm thấy bực bội đối tượng nó gì, mình về mình trang điểm cho đẹp, mình đi tới để cho cái bạn trai mình phải tiếc nuối khi đã đánh mất mình. Mà bây giờ em tin là mấy bạn trẻ cũng đang có suy nghĩ như vậy rồi. Mấy bạn sẽ không còn như là ngày xưa chị em chúng mình hay chơi khổ nhục kế. Bỏ đi, tại vì bây giờ càng xấu thì ở bên kia trong lòng họ sẽ càng nản, càng chán. Nên đó, như chị Tường nói, càng ghen thì mình lại phải càng đẹp, mình càng tăng tiến lên, mình càng ngon lành càng nào hơn. Trời, ngon lành lắm. Để rồi mấy cái ông kia ổng phải đi ghen ngược lại mình. Đúng. Mắc mớ gì mình phải như vậy. Nhắc mới nhớ dạo này ít ai tia em. Không biết sao xuống nhắc dữ. Nhắc mới nhớ dạo này nhiều người tia chị. Ây da, trời ơi. Chị tôi Cho miếng hơi em. Rồi. Cho miếng hơi em. Thật ra đó là những cái thông điệp mà nó nhiều nghe thật là đơn giản nhưng mà nó đúng đấy nha quý vị nha. Chị em phụ nữ chúng ta phải làm đẹp bản thân mình mỗi ngày. Mình làm đẹp đó là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người đối diện. Và khi có những cái sự cố trong tình yêu, nó có sự ghen tuông thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh để đưa ra những cách xử lý nào nó đẹp nhất. Đừng giống như những cái câu chuyện em thấy trên mạng bây giờ có quá trời những cái câu chuyện ghen tuông mà chị cảm thấy nó ghen mà đi đánh nhau, đi quánh người kia rồi chửi bới rồi này nọ, hình ảnh nó quá xấu là chỉ làm cho người đàn ông chán nản hơn mà thôi. Ngay cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn vậy thưa quý vị. Đàn ông cũng có những người ghen mất đi lý trí. Đó là những cái hành động, những cái suy nghĩ mà Cát Tường và Miko Lan Trinh này lên án. Chúng ta không nên như vậy. Được. Hãy ghen cho nó đẹp thôi. Ghen như thế nào cho nó lãng mạn, nó văn minh. Đó là những cái thông điệp mà ngày hôm nay Cát Tường và Miko Lan Trinh muốn chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của hai chị em tôi nha. Cảm ơn chị Tường. Hôm nay đã mời em đến chương trình này rất là ý nghĩa nè. Lắng nghe chị kể có những câu chuyện thật là hay và hấp dẫn nè. Và hy vọng là sẽ quay trở lại chơi với các Tường. Ok. Tiếp tục đi ăn đi nhậu. Yeah. Mọi người ơi, mọi người nhớ đón xem chương trình Cát Tường 1001 câu chuyện thật được phát sóng vào lúc 18:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Cà Phê Xanh của công ty Thiên Nhiên Việt đã tài trợ cho Tường thực hiện chương trình này. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào. Mọi người ơi, Cà Phê Xanh là cà phê kháng mỡ, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Mỗi ngày hãy uống từ 2 đến 3 gói để đạt được hiệu quả tối ưu. Mọi người ơi, hãy bấm subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường và đừng quên bật nút chuông quý vị nha.